mình đã đo miệng mình, đó là cái miệng của nó. Các bạn sẽ đo chiều dài thì ở đây cái miệng mình của mình là đường tròn, nên mình sẽ đo cái đường kính của nó là 19 cm nè, và chiều cao của nó là 27 cm. Thì các bạn sẽ lấy cái đường kính đó là 19 cộng với 27 cm, các bạn có thể nhân với 1 hoặc là 1,5, thì đó là chúng ta sẽ ra chiều cao của hoa. Thì tức là hoa sẽ dao động trong tầm khoảng 42 đến 70 cm ha. Thì đây trong cái cành hoa của mình đây, cành hoa này có chiều dài tầm 48 cm, thì như vậy thì nó hơi thấp quá, các bạn sẽ nối đi cho mình nha. Đây, các bạn có thể dùng một cái chai tre hoặc là cái chai đũa hay gì đó để chúng ta nối cái chiều dài của cái cành này. Các bạn chỉ việc đặt vô trong đây thôi. Chúng ta có thể dùng sợi kẽm hoặc là chúng ta dùng cái keo sáp á, chúng ta quấn chúng ta nối lại nè. Thì cái chiều cao của cái cành hoa khi mà cắm vô bình này nó sẽ dao động từ 42 đến 70 cm nha các bạn. Thì mình sẽ lấy khoảng giữa. Cái cành hoa này của mình là 49 50 ở đây. Thì mình sẽ lấy tầm có tầm 45 đi ha. 45 cm. À, 50, giờ là mình lấy tầm 55 cm nha các bạn. Mình sẽ cắm cái thân cao nhất của cái cây hoa là tầm 55 cm so với cái bình. Đây, tại vì còn cái khoảng này là chúng ta sẽ cắm vô trong xốp á. Thì sau khi mà cắm vô trong quấn cái keo này xong trong cái cành này, các bạn sẽ dùng keo nến á, chúng ta nhỏ một ít dưới cái thân của cái cây này nè. Các bạn sẽ ướp hai cái lá này vô đây. Rồi khi mà chúng ta cắm vào cành á, để cho nó ăn vô trong cái miếng xốp á, các bạn có thể dùng kéo hoặc là đây các bạn có thể dùng kéo, chúng ta cắt nhỏ cái thân gỗ này đi ha. Đó, nhỏ cái cành gỗ như thế này nè, để chúng ta cắm vô cho nó ăn trong cái bình á, nó dễ cắm hơn. Thì trước khi cắm thì các bạn sẽ nhỏ một ít keo trong đây nữa. Rồi các bạn sẽ cắm vào chính giữa của cái bình này nha. Rồi thì cái tầm thứ hai chúng ta cũng tiếp tục cắm vô. Thì đối với cái tầm thứ hai này á, khi mà chúng ta cắm như vậy chúng ta hơi bẻ cong một chút á, chúng ta cắm vô cũng hơi tốc hơn so với cái cành trên á, thì chúng ta cũng có thể nối lại. Các bạn có thể dùng những cái que ngắn hơn á để chúng ta nối lại ha. Cái cây nối nó ngắn hơn cái cây cao nhất này, các bạn cũng cắt nhỏ những cái thân này chúng ta dễ cắm hơn. Rồi sau đó các bạn sẽ cắm như trong đây luôn, nhỏ cái keo cắm vô. Dạng như thế này.
Rồi sau khi cắm vô xong á thì lúc đó các bạn sẽ sử dụng keo nến, chúng ta dán quanh cái gốc này rồi chúng ta ốp cái lá vô, cái này dễ nhẹ nha. Đó thì cứ lần lượt như vậy các bạn sẽ thực hiện cái tầng thứ hai tương tự như cái nhánh này nha. Khi cắm cái tầng thứ hai này các bạn tiếp tục dán những cái lá lên cái thân của nó ha. Đây các bạn chỉ cần nhỏ một ít keo ở dưới cái thân này, chúng ta ốp những cái lá này vô đây. Cái tầng thấp nhất thì chúng ta cũng không có cần nói ha, chúng ta chỉ bị cắm vô luôn. Rồi cái tầng hoa cuối cùng thì các bạn không cần nói, là chúng ta chỉ uốn cái cành và chúng ta cắm vô luôn ha. Nó thấp hơn cái cành trên, thấp hơn cái cành trên chút. Các bạn cắm sơ ra cái màu hay nó đẹp. Đây các bạn uốn cái cành, chúng ta cắm vô. Rồi, có thể cắm cái lá chúng ta dán trước một bên này. Cứ lần lượt như vậy các bạn sẽ cắm tất cả những cái cánh cành hoa còn lại. Thì ở mỗi tầng các bạn chỉ cần cắm xoay tròn cái cành hoa cho nó tròn đều lên, thì các tầng nó sẽ đều lên, nó sẽ cân như thế này ha. Rồi sau khi mà cắm xong á thì chúng ta sẽ điểm thêm những cái lá vào trong những cái cành này. Đó, các bạn cứ việc ốp sát cái lá đưa ra đây là được. Rồi thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành gần như là xong cái bình hoa ngọc điểm cái dạng cắm trụ cao như thế này rồi ha các bạn. Thì mình chúc các bạn sẽ có được những cái chậu hoa thật là đẹp nha.